Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Em là Phin, hôm nay em giới thiệu đến với tất cả các bác một mã dao mèo này. Dao mèo này có mã là M28NCD. Ôi ôi, vân gỗ của nó lên đẹp lắm luôn đấy mọi người nhá. Gỗ ở đây sẽ là gỗ cẩm chỉ này. Các bác có thể nhìn thấy vân gỗ tự nhiên lên vân rất là đẹp. Đó, size 28 có mã là M28NC. Cán của nó cũng làm từ gỗ cẩm nên nó sẽ hơi cong, khi các bác mình cầm thì nó rất là êm. Khâu với chốt đồng ở đây. Và em sẽ lấy con dao ra nhé mọi người nhá. Đây sẽ là dao mèo size 28 nha mọi người ơi. Lưỡi của nó nhá, lưỡi của nó sẽ là 28 này. Và độ dày ở đây sẽ khoảng 5-6 ly. Chức năng chính để cho các bác mình sẽ dùng để chặt gỗ, che củi cứng thoải mái, ok la cho em này. Đó. Và các bác có bỏ vào ba lô túi sách nhá, nên là các bác có thể mang đi rừng này, đi phượt, đi câu, đi cắm trại sẽ rất là ok. Đó. Và khi nếu như các bác mà sử dụng trong gia đình ấy thì mọi người sẽ dùng được cho em là dùng để chặt ga này, chặt sườn này, và có thể thái được và lọc được khá là ok. Nói chung là để các bác tìm kiếm một cái mã dao đa năng ấy, thì các bác đừng bỏ ra qua dao mèo nhá. Dao mèo thật ra nó là một cái mã cực kỳ đa năng, mọi người dùng trong bếp được này, có thể mang đi rừng được này. Và khi mà các bác sử dụng xong nhá, các bác có thể dùng trưng lên, treo lên để trang trí cũng rất đẹp. Đó, treo lên để trang trí cực kỳ đẹp luôn cho em. Gỗ cầm chỉ lên vân rất là đẹp, rất là sáng con dao như thế này. Ngoài ra nếu như các bác mà thích gỗ mun ấy thì bên em cũng sẽ làm gỗ mun được cho các bác mình nhá. Sẽ có thể làm gỗ mun và gỗ cầm chỉ, nói chung là tùy theo các bác. Các bác thích gỗ nào mà bên em đang có thì mọi người sẽ đặt cho em. Đó, bên em vẫn sẽ nhận làm yêu cầu của các bác mình thôi nhá mọi người nhá. Đấy là mã dao mèo có mã là M28NCD. Hiện tại em giới thiệu mọi người đó là gỗ cẩm chỉ nhá, đang bán với mức giá cực kỳ tốt, đó chính là giá của nó là 750.000. Và em sẽ miễn ship và sẽ có bảo hành 4 năm cho tất cả các bác mình. Nếu các bác sử dụng có vấn đề gì thì mọi người sẽ được bảo hành 4 năm. Nên là về cái chất lượng thì các bác yên tâm cho em nhá. Hàng đảm bảo chất lượng, có bảo hành, có tem mác đầy đủ. Nếu bác nào đang có nhu cầu mình mua một sản phẩm này, hoặc là các bác mà đang có nhu cầu mình tư vấn thêm, thì các bác có thể bình luận vào bài viết này, hoặc là nhanh nhất là một người gọi cho em vậy ạ. Số của em là số 0987 240 733 các bác nhé. Và Zalo của em cũng như vậy. Và nếu như mọi người mà đang muốn xem tất cả các mẫu của bên em thì các bác có thể lên trang web của em, là trang web là hai trang web là dao, thứ nhất là daophucsen.vn hoặc là htxdaophucsen.com, để bên em sẽ tư vấn cho các bác mình hoặc là các bác tham khảo những cái mẫu phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để clip này em sẽ dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Nếu các bác đang xem thì có thể cho em xin một nút đăng ký kênh của tất cả mọi người nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong clip lần sau.